Con gì đấy nhỉ? Cảm ơn ta. Thế cái đổi sang tiếng luôn mà. Cái gì nhỉ? Sao bị được cứng luôn như là sợ thịt hả? Thịt đúng không? Thịt của anh sao mà sợ? May tớ vào rồi tớ ăn trộm một cái tên luôn. Ăn trộm. Lại lại rồi cái thói trộm cắp à? Bây ta chặn chặt dài thôi nhé, đi phải chặn cũng dài lại không ra chỉ để cho người Malaysia chặn cho cách nên bán nó khỏi bán à, mà cái đấy em chặn rồi.